sự nghề tỉnh và bạc cô chủ biệt đối với bà cô đã bảo sai lầm toàn cuộc quê mẹ là bạc vì một lần duy nhất thôi thì nhưng Thái Bình tôi luôn nắm tận chúng ta rất vinh dự tự hào được đón bạc về tự năm lần và đầu tiên tôi đổi lại xây tại trong người đã có một năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy của bạc vì cũng thuộc về họ đã sống nhân dân làng Sơn là đầu tiên phải bỏ một người đồ đàn chị và con vui mừng gõ công nhà chùa của ngôi nhà gỗ lục năm nay về dựng các mảnh đất học viên trồng hai nghìn năm trăm hệ vua để ủng hộ bản thân của họ người anh cùng cha bạn bè bạn thân của người trong thửa giờ đã mang bao gia đình em ra ngôi nhà tây con mang về giữ theo phong tục ngày xưa là vinh quy bãi tổ có nghĩa là đồ đà quá rồi chứ được đâu mấy người mà vinh quy bãi tổ từ lần phụ cha thân của bạn chúng ta tạm biệt quê vẻ hoàng chu là đầy ơn nghĩa bạn về sống làng Sơn đây là quê tuổi. Nhưng mà có một điều đặc biệt rằng về đây gia đình bà Hồ con lại thì chỉ có bốn cha con thôi. Mẹ của bác bà Hoàng thì lo bà đã mất từ nhỏ. Em bạn và cầu nguyện xin xin bắt trong đó khi cho tròn một tuổi. Tâm tư đầu tiên về đây ạ, bố bác là người trông trọng ơn nghĩa. Ông dành tròn gian nhà từ hai đỏ, gian nhà trang trọng để ông lập bân thơ và thơ vở của mình. Vụn tỉnh thương ngay của ông xã trì bằng tự ông lập cho vở bằng ké bằng nhựa. Đồ thơ cũng chỉ là văn phụ một mà thôi. Nhưng mà cảnh ban thơ của bác Hồ dừng tạm biệt do vua Thành Thái 30 ngày đổi đặt. Đến tạm biệt này có khắc hai bộ chữ ấn tử. Quay quay cho bác. Cầm nguyên thế quay cho bác. Tạm biệt vua Thành Thái cảnh ban thơ của người. Của bác Hồ vong lên người mới chịu chủ được phần nhiên. Người có công thức lĩnh tên anh nhìn khóa tự của ông. Vì cái hiểu với cổ cơ đang lắm của chủ biệt. Cho nhà bác một cây mơ rồi nhé. Hai bên cái tuổi ba là đời của bác không? 33 tuổi là ngày bác Hồ qua đời, có nghĩa là bác Hồ có 18 tuổi, gạt bỏ ở bên trên và qua đi. Nuôi chồng ăn học gặp con của cô tử. Khi chồng đổ binh quy bãi tổ về làng, mẹ không còn nữa để gửi lòng cô ban. Giờ đây năm tháng qua đi, những người thân trong gia đình bác lần lượt đã qua đời. Bố của bác ông Nguyễn Trinh Sắc, ông qua đời tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chị bác có thanh thương mẹ rước hôn cá về thờ chung. Anh chị bác vì tham gia hoạt động yêu nước, tuổi xuân qua đi không ai lấy vợ lấy chồng. Ngày mất theo phong tục là về hương cõi chung ở trên bàn thờ cùng bộ này. Lễ viếng hoa tây hôm nay đoàn chúng ta dâng lên lòng thành tốn kính ta tưởng nhớ những người thân trong gia đình của bác mình rồi. Còn bộ phận cổ tăng đầu nơi tìm cách gặp căn buồn từ ba phía trong nơi nghỉ chỉ bác cô Nguyễn Thị Thanh. Hai gian nhà cuối cùng chỉ là nơi nghỉ của ba cha con bác. Ngôi nhà ngang thị giữa đó là nơi sinh hoạt của cả gia đình. Thưa vệ đoàn, cô thánh chị bác sinh ra chị đã ở bên ngoài. Khi về làng Sơn một thiếu nữ đã 17 tuổi rồi, nổi tiếng cả làng. Con gái ông có bạn đẹp người mà đẹp nịt, giỏi chữ hán giỏi nghề làm thuộc lao. Rất nhiều chàng trai đã đem lòng yêu thương muốn hỏi cô thánh về làm vợ, cô tìm lời chủ ý. Bởi trong học lòng mình có tâm sự. Gia đình tôi mẹ đi mất sự cha không có người đào lòng con. Tôi xin nguyện ở về nuôi em, có điều kiện chăm sóc cha, thay cho mẹ. Người con có hiểu cô thánh đã làm tròn trách nhiệm của người chị và là nghĩa vụ của mẹ mẹ. Chúng ta thường nói chỉ cả mà em một mình. Cách mạng tạm tán thành công rồi, tin vui đã về đất giọng lên. Chủ tịch Hồ Chí Minh là cầu nguyện tất thành. Khi nghe tin cô thân nói, chuyện này tôi phải đi Hà Nội, tin gặp bằng được phù hô chủ tịch, để trên đó có phải là cầu thay em ra của tổ chức không? Không được.